Sáng nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án luật đầu tư công sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Dự án luật đầu tư công sửa đổi gồm có 7 chương, 109 điều. Nội dung chủ yếu cụ thể hóa 5 nhóm chính sách lớn, gồm nhóm chính sách thể chế hóa các cơ chế, chính sách thí điểm đặc thù đã được Quốc hội cho phép áp dụng, nhóm chính sách về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhóm chính sách về nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, khai thác nguồn lực, năng lực thực hiện dự án đầu tư công của địa phương, doanh nghiệp nhà nước, nhóm chính sách về thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, nhóm chính sách về đơn giản hóa trình tự, thủ tục, bổ sung, làm rõ các khái niệm, thuật ngữ, quy định, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật. Năm nhóm chính sách lớn này thể hiện sâu sắc tinh thần đột phá, cải cách, phân cấp, phân quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, theo phương châm, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giữ vai trò kiến tạo, tăng cường hoàn thiện thể chế và kiểm tra giám sát, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không để đùn đẩy trách nhiệm, tránh tạo cơ chế xin cho. Dự án luật đầu tư công sửa đổi lần này đã tháo gỡ căn bản các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thi hành luật đầu tư công năm 2019. Các quy định về phân cấp phân quyền đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, để dễ kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá, đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng nguồn lực đầu tư công để thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về hạ tầng trong tình hình mới. Tại buổi thảo luận sáng nay, các đại biểu đề nghị cần làm rõ hơn một số nội dung như điều kiện quyết định chủ trương đầu tư, trình tự lập và phê duyệt kế hoạch đầu tư công hàng năm, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cần rà soát hoàn thiện các cơ chế kiểm soát khi đẩy mạnh thực hiện phân cấp đầu tư công, quy định chặt chẽ, tránh tình trạng kéo dài, gây thất thoát, lãng phí.